Xin chào mọi người nhá, em phát cho mọi người đơn cổ Văn Trấn nhá mọi người nhá. Mẫu đơn cổ Văn Trấn đến mùa hè hoa nó rất là đẹp luôn mọi người nhá. Và mẫu đơn cổ Văn Trấn ạ, cây rất là đẹp luôn. Cây này đến mùa vào hè, bước vào hè cây rất là đẹp. Hoa thơm, hoa to màu đỏ chót như màu cầu nhá, màu cờ nhá. Màu đỏ như màu lá cờ, nhưng mà mùa này thì hoa nó không nở được vì trời nó lạnh quá. Cây này các bạn trồng trong càng miền Nam càng đẹp nhá. Đây là cây giống mẫu đơn cổ Văn Trấn. Nếu bác nào mà biết mẫu đơn cổ Văn Trấn rồi thì các bác sẽ biết ạ. Lá nó như này nhá. Ồ, trên TikTok mới có không bác xem. Alo. Ai, anh ấy là anh chưa chuyển ở đâu anh ơi. Ờ thế anh nhá. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Đây gọi là cây mẫu đơn cổ Văn Trấn ạ. Đây là gọi là cây mẫu đơn cổ Văn Trấn ạ. Em quay cây cho mọi người xem đã. Cây mẫu đơn cổ Văn Trấn này cao cây nó sẽ là vào khoảng 1m1, 1m2 nhá mọi người nhá. Cao cây 1m1, 1m2 ạ. Cao cây nó sẽ vào khoảng 1m1, 1m2. Cọc to hơn cây luôn. Hàng này là hàng cây giống cao cây nó vào khoảng 1m1, 1m2 nhá mọi người nhá. Hàng cây giống cao cây vào khoảng 1m1, 1m2. Cây tán rất là đẹp, rất là ok này. Tán đẹp ok nhá. Tán đẹp, cây đẹp luôn đây ạ. Gốc to nhá, gốc ngón tay út ạ. Gốc ngón tay út đây ạ. Gốc to, gốc ngón tay út nhá mọi người nhá. Hàng này thoát thân từ 80 phân cho đến 1m. Tán thì to, dày đẹp, tán to sum dày đẹp rồi. Hàng tán vậy đẹp rồi. Hàng này em bán từ 10 cây cho các bác mua từ 10 cây là giá 850k một cây. Đây ạ. Mua từ 10 cây giá 850k một cây ạ. 850k 10 cây nhá các bác nhá, 85k một cây. 850k 10 cây. Ở bên giường ấy. Hàng này em bán từ 10 cây là 850k 850k 10 cây nhá, em ship từ 10 cây ạ. Cây này cây mẫu đơn cổ Văn Trấn nhá mọi người nhá, mẫu đơn cổ Văn Trấn ạ. Mẫu đơn cổ Văn Trấn. Cây thẳng đẹp luôn này. Hàng mẫu đơn cổ Văn Trấn này nhà em dốc thoát thân sẵn rồi. Về mọi người chỉ việc nuôi bóng nuôi tán thôi. Cây rất là ok, rất là đẹp luôn. Hàng bầu bịch dễ ra già khỏe mạnh nhá. 35k bán không, 35k không bán đâu anh ơi. Cây rất là to đẹp mà nó phải hàng nhỏ đâu. Hàng 30k, 35k bán hết từ lâu rồi. Hàng 30, 35k bán hết từ lâu rồi. Đây mọi người nhìn cây nó rất là đẹp như này. Cây này rất là đẹp như này, chẳng qua là trồng ở trong cái bịch nhỏ thôi. Trồng ở trong cái bịch nhỏ này dễ, rất cực kỳ dễ vận chuyển luôn. Gốc nó to chứ không phải là gốc nó nhỏ nhá mọi người nhá. Gốc nó rất là to. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này. Tán to sum nhá, tán to sum. Hàng này bác nào mà lấy từ 10 cây giá 850k 10 cây. Cây là cây mẫu đơn cổ Văn Trấn nhá, hoa rất là đẹp luôn. Các bác mà nào mà chưa chơi cái dòng mẫu đơn này ấy, 85k một cây ạ, 85k một cây, em ship từ 10 cây. Em ship từ 10 cây nhá. Đây là cây mẫu đơn cổ Văn Trấn ạ. Một bó này là 10 cây một bó đấy ạ. Một bó này em để một bó này là 10 cây một bó nhá, ship từ 10 cây. Bác nào quan tâm, bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em ạ. 0969162214 giúp em. Cây rất là đẹp luôn này. Một bó này là 10 cây mà gốc của nó là gốc ngón tay út nhá, gốc ngón tay út. Gốc ngón tay út cao cây 1m1, 1m2, cao cây 1m1, 1m2, cây rất là đẹp luôn này. Cao cây 1m1, 1m2, hàng bầu bịch. Hàng bầu bịch, cây gì đó chị, cây này là cây mẫu đơn cổ Văn Trấn nhá các bạn nhá. Mẫu đơn nhá, đây là hoa mẫu đơn này ạ, hoa mẫu đơn như này.
Trong miền Nam thì các bạn gọi là bông trang. Bông trang sao gọi bông đơn? Ở trong miền Nam, bông trang miền Nam nó khác bông của mình. Cái hàng trong miền Nam nó là bông trang lá nhỏ, còn đây cái lá này các bạn nhìn này, nó không hề giống cái lá của các bạn ở trong miền Nam nhá. Cái lá nào của bọn mình nó không giống lá trong miền Nam. Đây là cây này gọi là mẫu đơn cổ văn chấn. Ở mình người ta gọi là mẫu đơn cổ văn chấn nhá. Cây này là cây giống mẫu đơn cổ văn chấn chứ nó không phải là bông trang. Bạn nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của mình là 0969 162 214 giúp mình nhá. 0969 162 214 ạ. Mẫu đơn cổ văn chấn nhá. Có mẫu đơn trắng không chị? Mình không bạn ơi, mình chỉ có mẫu đơn văn chấn thôi. Ở đây chỉ có mẫu đơn văn chấn và thỉnh thoảng lẫn một vài cây mẫu đơn vàng thôi, chủ yếu là văn chấn nhá. Chủ yếu là văn chấn ạ. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi các bác ơi. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi. Cây này của mình gọi là mẫu đơn văn chấn nhá, nó không giống cái vòng bông trang lá nhỏ của các bạn trong miền Nam đâu. Trong miền Nam các bạn cái dòng các bạn trồng nó là bông trang nhá. Các bạn trồng người ta gọi là bông trang chứ nó không gọi là mẫu đơn. Ở mình cây này là gọi là cây mẫu đơn. Đây hoa của mình sẽ như này. Và bông hoa mẫu đơn của miền Bắc. Bông hoa mẫu đơn của người miền Bắc nó to và đẹp hơn cây bông hoa của đơn bông trang của miền Nam nhá. Chờ mình nát mình phát lại nhá, mình tắt này, mình nát.